Xin chào các bạn. Hôm nay tôi lại làm cái clip nói về cái cây tắc mà tôi trồng ở trong cái chậu đây. Cái cây tắc này tôi trồng đến năm nay là gần 7 năm nữa các bạn. Thì hôm trước vào khoảng cuối tháng 2 dương lịch, tức là sau khi qua cái Tết Nguyên Đán, tôi có làm một cái clip mô tả về cái cách mà tôi cắt hết trái xuống, rồi cắt cành, tạo tán, sửa tán nó lại, trộn phân bò và bón bổ sung trở lại vô trong cái bầu đất ở trong cái chậu mà tôi đã mô tả trong cái clip trước. Thì đến hôm nay các bạn thấy cái tán cây nó phát triển như thế này ấy các bạn. Đấy, thì cái ý đồ tôi á, lúc mà tôi sửa cái tán cây của cái tắc trồng ở trong cái chậu này lại là tôi không có để cho nó phát triển tùm giống như mấy năm trước nữa, mà tôi sẽ tỉa lại, tôi sửa cái tán nó lại để tạo thành những cái thế theo từng cái cành mà như tôi muốn tạo, như là trong cái video clip các bạn thấy đây. Thì hôm trước vào khoảng mùng 4 tháng 6, tức là lúc đó nó vào khoảng đầu tháng 5 âm lịch đó các bạn, thì tôi đã tưới nước cho nó. Rồi sau đó là tôi ngưng không có tưới nước cho nó nữa, gọi là hãm nước đó các bạn. Đến hôm nay là ngày 18 tháng 6, tức là sau 14 ngày, thì các bạn thấy là đất ở trong cái bầu các bạn thấy nó khô. Đó, như tôi quay ở cái mép chậu các bạn thấy nó khô, nó bắt đầu nó có cái hiện tượng như là cái đất nó co lại và nó tróc khỏi cái mép chậu các bạn. Đó, như bên này các bạn thấy cái đất nó khô, bắt đầu cái bầu đất nó co lại, nó tróc khỏi cái mép chậu đó. Đó là sau 14 ngày tôi hãm nước, tôi không tưới cho nó. Thì đến hôm nay là tôi sẽ chuẩn bị để tôi tưới nước thúc lại cho nó, để cho nó ra bông. Cái cách tôi làm để đón cái đợt bông vào đầu tháng 6 âm lịch, để cho nó ra kịp bông và trái, ra kịp cái đợt Tết âm lịch sắp tới. Thì để kết hợp với cái việc mà tưới nước thúc trở lại cho nó ra bông đó các bạn, thì tôi kết hợp, tôi bón thêm cái phân. Ở đây các bạn thấy nó là cái loại phân bone meal với cái hàm lượng NPK là 1:25, 0, tức là ở trong đó cái hàm lượng nhiều nhất là cái hàm lượng phân lân đó các bạn, phosphorus. Thì cái mục đích tôi bón cái phân này á là vừa để cho nó kích thích nuôi cái bộ rễ cho nó khỏe mạnh lên, đồng thời cái tác dụng của cái phân lân này á là cũng để thúc kích thích cho nó ra bông đậm. Đó, thì trước khi mà tưới nước thúc trở lại, tôi sẽ dùng cái muỗng canh này các bạn, tôi sẽ dùng cái muỗng canh này để tôi bón cho nó 4 muỗng của cái phân bone meal 1:25 euro này. Đó, với cái chậu mà có kích thước lớn như thế này, tôi sẽ bón cho nó khoảng 4 muỗng như thế này các bạn, rải đều trên cái mặt chậu. Thì sau khi đã múc 4 cái muỗng đầy nhờ của cái phân bone meal á, rải đều trên cái mặt chậu như các bạn thấy đó, đó thì tôi dùng cái que để tôi xới cho nó sổi cái đất lên, đồng thời cho nó lấn cái phân này xuống trước khi mà tôi tưới nước đó các bạn. Đó, các bạn có thấy là nó khô đó.
xới cho nó sồi cái đất lên các bạn, nhưng mà cũng xuống sâu, xới sâu khoảng chừng một một ngón tay út thôi các bạn, chứ không cần xới sâu lắm. Nó sới sơ như vậy xong rồi tôi mới tưới nước lại cho nó. Mà hôm nay sau khi hãm nước 2 tuần ấy, thì tôi sẽ tưới nước đẫm lại cho nó. Tôi tưới khoảng 2 ga lông cho đến 3 ga lông nước. Mà tưới chậm từ từ thôi để cho nó làm sao mà nó bảo đảm nước nó hút vô nó no đầy cái bầu đất này lại thì nó mới sau mấy ngày nó bắt đầu nó mới thúc cái chồi măng bông ra các bạn. Đó, sau khi xới sơ cái mặt đất cho nó sổi lên đó thì tôi tưới nước cho nó, mà tưới chậm chậm thôi các bạn, để cho nó nước nó có thể nó ngấm vào trong cái bầu đất cho nó no cái nước. Mục đích mình tưới đẫm lại để cho nó no nước thì nó mới thúc ra cái kết hợp cái phân mà tôi vừa mới bón thì nó mới thúc cho cái chồi mang bông nó ra các bạn. Đó, tôi tưới qua một lúc xong tôi chờ một lúc để cho nó thấm cái nước xuống rồi xong tôi lại tưới tiếp. Đó, với cái chậu có cái kích thước lớn mà cái đường kính của cái miệng chậu khoảng 20 inch đó các bạn, thì với cái kinh nghiệm tôi tưới nước như mấy năm nay tôi chăm sóc cho nó thì sau khi hãm nước tôi tưới đẫm trở lại, cái lượng nước tôi vừa mới tưới nó khoảng chừng 2,5 ga lông nước. Đó là nhìn trên cái mặt chậu, cái đất ở trên mặt chậu là với cái kinh nghiệm tôi tưới là nó, tôi thấy là nó đã có hiện tượng là nó ngấm nước vô. Đó là nó no nước như vậy thì nó sẽ kết hợp với lại cái phân bone meal mà NPK 125 € mà nãy tôi bón ấy, thì nó sẽ thúc cho cái bông nó ra được đượm. Đây là cái cách mà tôi làm mấy năm nay, cứ tưới nước xong hãm nước 14 ngày rồi tưới đẫm trở lại để thúc cho nó ra hoa. Dự kiến đón cái đợt hoa nó ra vào đầu tháng 6 âm lịch sắp tới các bạn. Đó, cái cây tắc năm nay là tôi sửa cái tán lại, cái tán nó sẽ như thế. Trong quá trình mà chăm sóc cho nó thì mình sẽ uốn cái cành lại từ từ theo như cái ý mình muốn. Đó là hôm nay cái mục đích tôi làm cái clip này để tôi chia sẻ cái kinh nghiệm với các bạn.
cũng giống như những một hai cái clip trước tôi nói, cái cách tôi hãm nước cái quýt trồng trong chậu rồi tưới nước trở lại để cho nó ra cho bông ra trái. Thì cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào các bạn.